Chương 9, cảnh bồng lai trên cõi thế, môn triết lý của người đàn bà ngoại tình, gương ban xử nữ. Về phía tây thành Hà Nội có một cái hồ mà người ta chịu khó ngăn đôi làm một con đường cho nó thành ra hai cái hồ. Con đường ấy là con đường Cổ Ngư, nổi tiếng khắp xứ. Trong 20 triệu đồng bào không còn ai là không biết, vì những thiếu nữ khuê các hoặc không, cùng những sinh viên trường cao đẳng hoặc trường luật học, hoặc sinh viên không trường nào cả, thường đêm đêm đem nhau lên đó để làm nũng nịu với nhau, để mạt sát những chế độ gia đình của nhau độ vài tháng, để rồi sau cùng thì rủ nhau nhảy xuống hai cái hồ ở đấy. Thoạt đầu người ta hay nhảy xuống hồ Tây, nhưng vì hồ Tây sâu lắm, những kẻ tự tử chẳng may phần nhiều, không mấy ai thoát chết cả. Thành thử người ta bảo nhau nhảy xuống cái hồ bên cạnh là hồ Trúc Bạch, nông hơn. Vậy vì lẽ gì nhà nước cũng khôn, đã cho trồng mấy cái bảng lớn cấm ngặt đổ rác xuống hồ Tây, lên hồ Trúc Bạch lại càng đắt khách. Đêm đêm những bác phụ xe ế khách, những kẻ trai trắng biết bơi mà thất nghiệp, thường lên chờ ở đấy để hễ nghe thấy tiếng kêu thảm thương ai oán, "Ai cứu tôi với, help me", là nhảy ùm xuống, là vớt ngay được một tiểu thư đẹp nõn lên, rồi đến bóp hàng đậu lĩnh tiền thưởng. Và sau cùng thấy ảnh mình đăng trên báo kèm với những cuộc phỏng vấn ỏm tỏi. Vì những lẽ ấy hồ Trúc Bạch chẳng bao lâu mà trở lên một cách oanh liệt, là một sân khấu của tất cả những tấn đại thảm kịch, của những cảnh địa ngục giữa Hà Thành, là những gia đình Việt Nam, những trở lực tai hại cho những cuộc tự do kết hôn, tự do ly hôn, tự do cải giá, tự do tục huyền. Hồ Trúc Bạch cứ như là một thứ hàn thử biểu, thời khắc biểu cũng về những bi kịch mới cũ, xung đột cá nhân gia đình, hy sinh giác ngộ, áp chế giải phóng mãi 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 mãi. Nếu không có một nhà thương yêu nòi giống xây ngay trên bờ hồ ấy một khách sạn mà Tây Phương có lẽ cũng hẻm muốn, là khách sạn Bồng Lai, muốn cho làn không khí trên hồ trở lên trong sạch như xưa. Ngày khánh thành khách sạn Bồng Lai, chính phủ bảo hộ đã ra lệnh cho tất cả trường học nữ dạy học nữ sinh nhảy múa để làm tiên giáng thế, để giải thoát cho một vài linh hồn chẳng may chết vì tự tử. Thành thử khách sạn Bồng Lai cũng được nổi tiếng y như đường Cổ Ngư và hồ Trúc Bạch. Những người Việt Nam hoàn toàn, những người Việt Nam biết tự trọng thì phải có bổn phận là khách hàng của khách sạn ấy ít ra là một lần, nếu không muốn bị những bậc trí thức tân tiến khinh bỉ và là dân vong bản, vong quốc vân vân. Bởi vậy, hôm nay Tuyết và Xuân rủ nhau lên đây. Cô thì vì tương tư giải phóng muốn bị mang tiếng là hư hỏng. Cậu thì vì cái trách nhiệm nặng nề muốn làm hại đời một tiểu thư khuê các. Khi vượt qua cái cổng xi măng xây theo lối Nhật, Tuyết bảo Xuân, chúng ta sẽ thuê phòng, một gian phòng, chúng ta sẽ ăn uống với nhau, khiêu vũ với nhau, đánh ping pong với nhau, chèo thuyền với nhau. Tôi cần phải làm tất cả mọi người được trông thấy, làm đi với mình ạ. Xuân muốn tìm một câu rất văn hoa để đáp, nhưng chỉ nhớ được thói quen của ông Tiffner lúc tiếp khách hàng nữ, bèn nói, chúng tôi rất hân hạnh. Vẻ mặt ngây ngô của Xuân khiến Tuyết tưởng thế là một lối pha trò tài tình. Cô ả cứ cười rầm rĩ như những phụ nữ tự nhiên tân tiến và ngặt nghẽo nói, trời ơi, anh Đốc có duyên quá đi mất. Hai người lững thững qua vườn hoa, tự nhiên như một cặp tình nhân chính đương thực hành một cuộc tình duyên vụng trộm. Thốt nhiên Tuyết lại nói, ta hãy ngoạn du khắp cảnh Bồng Lai rồi hãy thuê phòng khách sạn Bồng Lai. Thật vậy, là một tòa lâu đài đồ sộ, trong đó có đủ các bộ phận có thể ban hạnh phúc cho tất cả những người Việt Nam nào thừa su tiêu. Một tốt kiến trúc sư đã góp sức đấu trí để xây tòa nhà phi thường ấy, một nửa trên mặt đất, một nửa trên mặt nước. Có bao lan ngồi trên mặt hồ để quý khách ngồi xem bơi thuyền, xem bơi lội. Trong vườn hoa nào thì nào là sân quần, sân ping pong, bể bơi. Trong khách sạn có phòng khiêu vũ, máy vô tuyến điện, cơm cho khách thì cơm tây, cơm tàu, nem chả đủ cả. Ai cũng có thể ở trong khu vực ấy thôi là đủ để hưởng hết mọi hy vị cuộc sống, cuộc tân sinh hoạt, mọi cái phong lưu lịch sử của đất nước, của đất đế vô đô văn vật, miễn là người ấy có xu. Thật vậy, không có khách sạn Bồng Lai thì thật là một cái quốc sĩ cho người Việt Nam.
Đối với con mắt của người ngoại quốc, những bọn trưởng giả vô công dỗi nghề phải hẹn hò với nhau ở đây thì mới không thấy đời là đáng buồn. Ngoài 60 gian phòng ngủ, khách sạn còn có đến hơn chục thiếu nữ đi bán ái tình. Những con gà mái thượng hạng xa xỉ theo hệ thống các khách sạn ở những nước văn minh. Bữa ấy tuy cũng nhằm ngày chủ nhật nhưng mới có 8 giờ sáng lên khách khứa chưa đông. Một vài người đánh quần, một vài người đánh ping pong, độ chừng 5-6 giai thanh gái lịch ngồi giải khát trên bao lan nhìn ra hồ. Ba con gà mái thượng lưu của khách sạn ăn mặc trác hình ra tiểu thư khuê các để rủ bọn mày dâu đi tắm. Tuyết và xuân lên thềm giữa lúc mọi người nói bông đùa với nhau. Rồi một cô gái mới đứng lên bắt tay Tuyết và Xuân rồi giới thiệu cho cả bọn. Xin giới thiệu với các ngài, đây Xuân quản lý tiệm may Âu Hóa, một nhà nghệ sĩ đo đắn khéo chế nhiều kiểu áo đẹp. Chị em chúng tôi được hưởng cái tài trí của ông đã nhiều lắm. Một nhà thiếu niên kính cẩn hỏi, thưa ngài, vậy ngài là đồng sự của ông Tiffany à? Vâng. Dâu lúc ấy, chủ khách sạn với một bộ quần áo đại tiệc chạy ra, Xuân tóc đỏ tái mặt chỉ muốn chạy trốn. Tuyết giới thiệu, anh Đốc Xuân, bạn trai của tôi, ông Victor Ban, chủ nhân Bồng Lai. Ông Victor Ban kinh hãi cúi đầu thật thấp, bắt tay Xuân tóc đỏ xong thì đứng ngây mặt ra như người bằng gỗ. Thật vậy, chính sự nghiệp của ông cũng là kỳ lạ. Từ khi ông làm vua thuốc lậu và chủ tiệm Bồng Lai, vậy mà người ấy bây giờ lại là một ông đốc tờ thì thật không thể tưởng tượng được. Sau khi làm nghề cưỡi ngựa thí mà không phất, ông Victor Ban nhận thấy sóng văn minh tràn sang xứ ta bằng những vi trùng giang mai và lậu, bèn đổi nghề. Ông ta tìm một ít ban miêu, một ít dầu bạch đàn, một ít đất thó lửa, chế tạo ra được một môn thuốc lậu rất hiệu nghiệm. Vì lẽ những ông vua thuốc lậu biết tự trọng khác, nghĩa là không bao giờ chữa cho các bệnh nhân khỏi như lời cam đoan. Ông mới 2 năm đã trở lên đại phú. Có tiền rồi, ông xây ngay một cái nhà xăm vĩ đại ở ngoài Châu Thành, Hà Nội, chứa được chục gái giang hồ. Những thiếu niên tráng kiện lành mạnh đến đấy rồi thì lại được bọn gái giang hồ gửi trả lại hiệu thuốc của ông Victor Ban. Khỏi rồi thì họ lại đến với gái giang hồ, thành thử họ làm những cái thói đưa từ nhà xăm đến phòng khám bệnh. Và như thế ông Victor Ban càng giàu chứ sao. Ông đặt lại đại lý ở khắp các tỉnh của Ba Kỳ. Xe hơi của hiệu thuốc ông chạy khắp các phố phường. Ngay phóng thanh của ông luôn nhắc cho đồng bào biết rằng ai cũng di tinh, lãnh tinh, mộng tinh, mắc truy thiên truy, mắc bệnh đái, tim la, lậu kém, lậu nhiệt, hoặc vỡ phổi, thủng da dày, rách tim, đau mắt, thối tai, vân vân. Mà nghe quảng cáo của ông, những người vô bệnh cũng tưởng mình sắp chết và mua thuốc. Và cảm ơn ông ở chỗ ông cứu nhân độ thế, thương yêu chủng tộc, thành thử ông được đủ 20 triệu đồng vào biết đến tên tuổi. Thế rồi, muốn ban cho cái giải đất đầy những vi trùng hoa liễu này một cảnh Bồng Lai, cho chúng sinh quên bớt những sự đau đớn, dứt buốt những vết thương, ông mới mở ra khách sạn Bồng Lai. Mới cách đây vài năm, thằng Xuân kia, cái ông Đốc Xuân kia chỉ là một thằng mắc cà bông mà ông đã thuê 2 hào một ngày để ngồi trên mũi ô tô mà thổi loa, mà gào thét những chữ di tinh, mộc tinh vào máy phóng thanh. Mày bây giờ lại là bạn trai của cô con gái út của Cố Hồng mà lại là ông Đốc, thật quá sức tưởng tượng. Hai bên đường lắm lét nhìn trộm nhau. May sao ông Xuân là cô gái mới lại hỏi, cửa hàng của ngài độ này có đông khách không? Tuyết đỡ lời, đồng nhất, vì thế anh ấy thôi học, vì người ta dạy cho mình có ra cái gì, mà cái trường thuốc ở đây có ra cái gì mà bảo học, bây giờ anh ấy chỉ tiêu khiển bằng tennis. Một thiếu niên nhìn mãi cái đầu tóc ấy rồi lễ phép hỏi, thưa ngài, tóc ngài nhuộm bằng thứ thuốc hóa học nào đấy ạ? Bẩm đẹp thật lắm, thật là hợp thời trang, chúng tôi cũng muốn nhuộm tóc mà không biết thuốc, giá lại hơi uốn quăn nữa thì tuyệt đẹp. Xuân đáp, nếu ngài lại tiệm Âu Hóa của tôi thì sẽ mách dùng cho. Cô gái nhìn Tuyết phên bình nịnh, ra khéo cái anh này, ông ấy chủ trương cái hợp thời, những mốt lịch sự thì hẳn tóc ông ấy phải đẹp, lại còn khen phỏ mã tốt áo. Ông Victor Ban hỏi Tuyết, quý nương lên chơi chốc lát hay cả ngày? Tuyết khuỵch khỉu tay vào mạng mỡ. Xuân hỏi, này ông bạn trai định ở cả ngày hay vui chơi đây vài ngày nào?
Xuân ngẫm nghĩ, không biết muốn làm hại đời một người con gái tử tế thì mặt mất mấy ngày hay chỉ độ nửa giờ thôi cũng đủ, liền đáp: để chốc nữa ăn trưa rồi liệu. Ông Victor Ban quay đi thì một thanh niên lịch sự khác đứng lên: thưa ngài, tôi rất được hân hạnh nếu ngài cho tôi hầu ngài vài xét. Thế là cả bọn kéo nhau ra chỗ Xuân quần. Trong một tiếng đồng hồ, Xuân tóc đỏ đã hạ nổi thiếu liên, những tiếng vỗ tay luôn luôn tăng lên thanh thế cho nó trước mặt Tuyết. Những cách nắm banh vợt banh, một lối cầm vợt kiểu cách, một cử chỉ làm bộ đã đủ Xuân có những dáng điệu của một phong lưu công tử, ít ra cũng là con một ông tổng đốc như những tài tử quần vợt khác. Lúc ông Victor Ban chạy ra ngó một phút thì những lời khen ngợi của Xuân, của khán giả bắt ông ta ngờ ngợ, dễ thường mình nhầm rằng ông đốc Xuân này không có một ngày mảy may dính dáng gì đến cái thằng Xuân thổi loa cho mình ngày mấy năm trước. Xong cuộc, những tay bại trận đều tỏ ra kính phục Xuân và ước ao sẽ có một ngày tái ngộ. Tuyết thấy rằng Xuân không những đáng là bạn giai của mình mà thôi, nhưng giá có làm hại cả một đời Tuyết một cách thật sự thì cũng xứng đáng lắm. Khi hai người vào phòng riêng thì Xuân nằm đờ ra vì mệt, thái độ lễ phép không thể tha thứ được của như thế. Tuyết ngồi lên tay ghế buồn rầu, tự nhiên thấy ở phòng bên cạnh có tiếng người đàn bà hát vang lên: dè đơ dơ mơ mông bê ê Paris. Tuyết đang lắng tai nghe kinh ngạc thì Xuân rên rỉ gọi: em ơi em, Tuyết ơi Tuyết, im đi, hình như là rời ôi chị tôi hoàng hôn. Câu nói ấy làm cho Xuân ngồi nhổm lên sợ hãi hỏi: chết, ai? Bà Văn Minh ấy à? Không, khẽ chứ, ấy là chị tôi, chị phán dây thép ấy mà. Thế à? Thế có công ông phán bọc sừng ở đấy không? Tuyết ngơ ngác hỏi: sao anh biết rõ thế? Hả? Hả anh? Sao anh lại biết hoàng hôn có mối tình? Sao lại không biết? Sự thực, lúc ấy có hoàng hôn, vợ ông phán mọc sừng được bù khú với nhân tình ở phòng bên cạnh. Thật không ngờ rằng Xuân và Tuyết lại ở bên này lắng tai nghe. Người nhân tình nói: mình à, tôi không muốn mình thế này cứ kéo dài ra mãi, nguy hiểm lắm. Cô hoàng hôn hỏi vặn một cách căm tức: thế anh muốn gì nữa nào? Tôi muốn mình, chúng ta lấy hẳn nhau. Nghĩa là tôi ly dị chồng tôi, chứ gì nữa? Không, thưa ông ạ, tôi chỉ muốn mình là người yêu của tôi thôi. Mình là chồng tôi nữa, mình là chồng tôi, thế thì mình lại mọc sừng mất. Chẳng thà cứ để hắn mọc sừng ủng hộ mình có hơn không? Chết chết, đàn bà gì lại có thứ đàn bà những tư tưởng như đến thế? Sao, làm sao? Chỉ có đàn ông không bao giờ có những tư tưởng đến thế mà thôi. Chứ đàn bà, thợ đời bây giờ ai cũng nghĩ thế cả. Có chồng tô thôi mà không có nhân tình, thế là hèn, thế là xấu, là không có đức hạnh gì cả, không có thông minh, nhan sắc gì cả, nên chẳng có ma nào nó thèm chim. Nếu tôi mà không có nhân tình thì bạn hữu tôi sẽ khinh bỉ tôi còn sống với đời nào sao được. Có ăn có trọi mới gọi là trâu chứ. Thế mà tôi cũng giữ trinh tiết với mình, không có ai là nhân tình thứ hai nữa thì mình lên cho là hạnh phúc rồi. Thì sao mình không kêu là giữ trinh tiết cả đời với chồng cờ mình có được không? Chứ sao lại không? Giữ trinh tiết cả với hai người, chồng và nhân tình, nếu không thể được thì là cái giống gì Chúa còn là đàn bà sao được nữa? Chỉ sợ có phèn nó biết. Chả đời nào tạo hóa sinh ra nó có mọc sừng thì sao lại biết được? Nếu cử nó có biết cú hôi thì cú chả đã hôi. Dè đờ già mưa mông âm măng mông mirit. Thế là người đàn bà ngoại tình cứ thế hát cả bài: tôi có hai cái tình, một cái véo von véo von. Ở bên này Xuân hỏi thầm vào tay Tuyết: thật là một người đàn bà đức hạnh, xứng đáng tân tiến. Thấy Xuân khen chị mình, Tuyết hóa ra ghen mà rằng: còn tôi thì dễ thương. Xuân hôn Tuyết một cái rất kêu rồi khẽ nói: Tuyết cũng đáng quý trọng như thế. Được rồi, Tuyết lên mặt bĩu môi nói: nhà tôi là một nhà sang trọng văn minh, mấy chị em phải giống nhau như đức, nếu không thì còn ra cái thể thống gì nữa. Xuân lại phóng tay lên ngực Tuyết, nhưng lần này bị cự tuyệt. Một lần thôi chứ, đã biết không phải là cao su rồi thì thôi chứ. Xuân tóc đỏ còn đùa bằng nhiều cách khác nữa thì Tuyết lại dẫn chứng bằng bụng dạ đàn bà khó hiểu lắm, vì cứ im. Hai bên vừa đùa nghịch nhau, chốc chốc lại nói một cách thành thực đáng khen: chúng ta yêu nhau một tấm ái tình cao thượng, đôi ta yêu nhau bằng thứ linh hồn trong sạch.
Mãi đến khi Xuân Tóc Đỏ muốn xin cái ân huệ cuối cùng thì Tuyết đứng lên giận dữ: "Im, để yên, không bao giờ tôi cho mình cái ân huệ cuối cùng. Mình không phải là người lịch sự, tôi không dại dột như những cô gái ngây thơ đâu. Ít ra tôi cũng là một trang bán xử nữ." Xuân Tóc Đỏ ngây người ra không hiểu. Tuyết nói nốt: "Nghĩa là demi vierge, nghĩa là con còn tân một nửa." Xuân ngây ngô hỏi lại: "Còn một nửa cái tân thôi, thế còn một nửa chữ trinh thôi." Tuyết đài các đáp: "Chứ lại gì, chú khi nào lại mất tân hẳn được, chứ khi nào lại để cho ngày nhị hỉ lại thấy lợn cắt tai được." Từ đấy trở đi, Xuân ngoan ngoãn đứng đắn khác trước. Nó đã hiểu Tuyết là một bán xử nữ hoàn toàn, đáng mặt đàn bà nước Nam vào thế kỷ 20, chứ không phải là sự thường. Sự thường. Chương 10. Xuân Tóc Đỏ thi sĩ, một cuộc tranh nhau mọc sừng, tư tưởng bảo thủ của bà phó đoan. Sau khi ra phòng ăn để tiêu thụ một bữa cơm Tây rất sang trọng, y như những người Việt Nam thượng lưu khác, Tuyết lại rủ Xuân đi bách bộ trong hoa viên của khách sạn Bồng Lai cho tiêu cơm. Sợ gặp ông Victor Ban, Xuân thoái thác là mệt. Tuyết giận dỗi nói: "Ồ, mình nói lạ nhỉ, khi người đến Bồng Lai thì không phải để người ta mệt, nhưng mà để người ta đi chơi. Thời buổi này là thời buổi khoa học, của gân cốt, của thể thao, thì một thanh niên tráng kiện như mình không được nhọc mệt, nhất là mình lại là ông đốc. Vả lại thế thì là mình lừa dối tôi đấy nhé. Như thế là tự nhận là quý bà đàn bà như người Tây Phương. Không biết nếu mình đã làm hại cả một đời tôi rồi thì đến thế nào?" Trước những lý luận chính đáng ấy, Xuân lại phải ngồi nhỏm lên mà rằng: "Chúng tôi rất được hân hạnh." Xuân toan ra ngay nhưng bị Tuyết ngăn lại: "Hãy khoan." Rồi Tuyết bấm đầu ngón tay lẩm bẩm tính: "Một bạn gái, hai bạn trai, ông Victor Ban, tất cả là bốn người." Hí hửng nhìn Xuân, Tuyết nói một cách ngây thơ: "Nhưng bốn người mình ạ, nhưng bốn người đã phải nghi ngờ tôi là hư hỏng, thế cũng sung sướng không? Chỉ nay mai là có bốn đồn người đồn đến tai thầy đẻ tôi mà thôi, hoặc không ít ra thì cũng để đến tai cái thằng vị hôn phu của tôi, thế cho bỏ ghét." Xuân ngây ngô nói: "Thế thì ra làm cái nghề trồng mọc sừng đã khổ, mà làm cái vị hôn phu như thế cũng không sướng." Tuyết cười khách khách: "Một mình nói thâm thúy lắm, thật rõ là ngôn ngữ của một người ở thế kỷ 20 chúng ta, nhưng mà chưa chắc tôi đã cho mình mọc sừng đâu mà phải sợ." Ngừng một lúc, Tuyết lại nói: "À, thế ông vía bà cụ của nhà thế nào, của nhà anh thế nào?" Ngơ ngác vài phút để đủ thời giờ hiểu, Xuân mới nói một cách buồn rầu: "Anh chẳng may bổ côi sớm, cụ ông chết, cụ bà hay còn hay cụ bà chết, cụ ông còn, cả hai đều chết, cả hai đều mất cả." Tuyết chớp hai con mắt lúc đỏ lóe những ánh sáng hạnh phúc nói: "Cứ một điều ấy cũng đủ cho anh đáng mặt là lấy tôi làm vợ đấy. Tôi lấy anh thì là tôi không có mẹ chồng, sướng chưa? Bổ côi sớm như anh thế lại là tốt số lắm." Xuân còn ngẫm nghĩ chưa biết lên đáp lễ thế nào thì Tuyết lại tiếp: "Anh đừng phân vân nữa, anh đốc ạ. Nếu hư hỏng dại dột như số đông thì ngay lúc nãy tôi đã dại dột với anh rồi còn gì. Đằng này tôi biết giữ gìn lắm, bao giờ cũng thế." Xuân cười nhạt nói bông: "Đằng nào thì cũng phải một lần." Nhưng Tuyết lại cãi lại một cách rắn giỏi: "Thôi đi, để đến hôm tân hôm anh lại cắt tai lợn ấy à." Lời lẽ khôn ngoan sắc sảo ấy khiến Xuân Tóc Đỏ sung sướng lắm, vì nó tin rằng mai sau có lấy Tuyết thì cũng không sợ mọc sừng nữa. Hai người kể vai nhau ra khỏi gian phòng đi về phía vườn hoa. Những cây hoa kè loa kèn, hoa mõm chó nở sặc sỡ trên các luống nghìn tía muôn hồng, tỏ rõ ra cảnh Bồng Lai thật sự. Thỉnh thoảng trên lớp đá cuội một vài chiếc hoa héo rụng xuống tả tơi. Một thiếu niên bé nhỏ mặc hốc hác như những nhà thi sĩ có tên tuổi, đôi mắt lờ đờ, cái thân thể ốm o lẫn trong bộ âu phục quần chân voi, cứ đăm đăm chiều chiều nhìn Tuyết. Cô này khẽ bảo bạn: "Đấy, xin giới thiệu anh một người muốn chiếm trái tim của tôi." Mới nghe thế, Xuân cũng đã thấy máu ghen chạy lên đỏ cả mặt. Nó quay lại nhìn thiếu niên, hình như chỉ trông thấy có một Tuyết, nên cứ thoăn thoắt vung đôi quần chân voi đi theo. Tuyết khẽ nói: "Mặc kệ người ta anh, một nhà thi sĩ kia đấy, người ta không hại ai cả." Nói xong sung sướng như những cô gái có một người muốn bắt chim, Tuyết cứ nhảy tung tăng để dẫm lên những đóa hoa rụng trên đường cuội. Nhà thi sĩ thì vẫn theo Tuyết thoăn thoắt. Xuân Tóc Đỏ muốn quay lại cự cho anh chàng vô lễ ấy một vố thì chợt anh chàng ngâm nga rất to:
nàng tiên rào gót trên đường cuội, hoa thẹn đầy đường dục tả tơi, cái đẹp vẫn thường ghen cái đẹp, mỹ nhân dẫm nát những hoa hoài. Xuân nghe thế sắp sửa đổi lòng căm tức ra lòng kính trọng, thì Tiết cười khúc khích, nét mặt vẫn thản nhiên như những nhà thi sĩ can đảm chịu đựng nỗi đắng cay. Thiếu Liên lại ngâm: chẳng được như hoa vướng gót ai, lòng ta man mác tả tơi thay, vội vàng nhặt lấy bông hoa nát để áp cho lòng nỗi đắm say. Rồi nhà thi sĩ cúi xuống nhặt bông hoa, dừng chân đứng yên, cái ấp cái hoa vào lòng bằng hai cánh tay vòng tròn y như ôm một người tình nhân tưởng tượng. Không thấy tiếng giày lạo xạo trên cuội theo mình nữa, Tuyết dừng chân quay lại nhìn sau lưng. Cử chỉ của nhà thi sĩ khiến Tuyết phải nói: thế có cảm không hở anh ấy, anh chàng theo đuổi tôi đã mấy tháng nay rồi đấy, anh chàng thì cảm quá rồi mà mình lại không cảm kia chứ. Xuân tóc đỏ nghiến răng hỏi dồn: có thực nó cảm không? Nhà thì lại còn thế nào mới là cảm nữa. Xuân tóc đỏ lúc ấy có một luồng tư tưởng văn chương chạy qua, nó tự thấy đáng hổ thẹn nếu không đọc thơ như kẻ tình địch mà muốn ngâm thơ thì nào có khó gì. Nó nhớ ngay đến những bài thơ nó đã đọc lầu mấy năm xưa, nhưng khi còn làm nghề bán nói trước máy phóng thanh, những nhà bán hút thuốc nó bè bảo Tiết: em muốn anh ứng khẩu bài thơ cho gã hay không? Tuyết vỗ tay reo: nếu được thế thì còn danh giá nào bằng. Xuân tóc đỏ bèn chắp tay sau lưng tiến đến nhà thi sĩ ngâm nga rất dõng dạc: dù già cả dù ấu nhi, sương hàn nắng gió bất kỳ, biết đâu sinh ra cảm sốt nhức đầu, giá khô mình nóng âu sầu ủ ê, đêm ngày nói sảng nói mê, chân tay mệt mỏi khó bề yên vui. Vậy xin mách bảo đôi lời, nhức đầu giải cảm liệu đời dừng ngay. Xuân tóc đỏ còn muốn đọc lầu nữa nhưng nhà thiếu niên xoa tay chịu hàng: xin lỗi ngài, thế thôi cũng đã đủ một bài học cho bỉ nhân thán phục. Vậy để rồi bỉ nhân luyện lối trào phúng thì mới mong đối đáp lại được ngài. Nói xong nhà thi sĩ ấy cúi đầu kính cẩn chào Xuân rồi chuồn mất với cả cái mặt đỏ những hổ thẹn. Xuân đến gần Tiết được khen: trời ơi, anh là một bậc kỳ tài, thật là xuất khẩu thành chương, mà thơ như thế mới là thật trào phúng lắm, không kém gì Tu Mỡ. Nhưng mà thơ của anh sao nhiều có nhiều mùi thuốc thế? Không biết cắt nghĩa ra sao, Xuân bèn đố lại: đố biết đây. Tuyết lại tự trả lời cho câu hỏi của mình: à phải rồi, anh đã học trường thuốc nên thơ của anh cũng có mùi khoa học chứ gì, thật là văn chương đốc tờ đấy. Cũng vui sướng, cả hai lại sánh vai nhau đi lững thững về phía bể bơi. Chợt Tuyết sợ hãi rối rít khẽ nói: chết, anh Phán, thôi chốc nữa mình tìm tôi quanh trong này nhé. Nói xong Tuyết lẫn sau một cây nọ rồi trốn mất. Trước mặt Xuân tóc đỏ lúc ấy hiện ra ông Phán mọc sừng, cùng đi với một người đàn bà. Hôm nay ông Phán mày râu nhẵn nhụi, quần áo nho nhã bảnh bao, trông rõ ra vẻ một người mọc sừng vô tâm. Thế cuộc đời vui là thế, người đàn bà thì ăn mặc lối lửa tân nửa cựu, trông có vẻ ham muốn cái hư hỏng của phụ nữ giải phóng, lại vừa nhớ tiếc cái đức hạnh gánh vác của phụ nữ cổ hủ. Muốn rõ là hạng người nào trong xã hội cũng khó khăn thay. Xuân tóc đỏ đã biết đây không phải là ông Phán đi với vợ không, vì nếu không thì cũng là sự khác lạ. Mặc kệ, cứ biết bổn phận là phải nói thì phải nói. Nó bèn kính cẩn chào cả hai người rồi đứng ưỡn ngực ra, dùng cái giọng thổi loa xưa kia mà rằng: thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng. Ông Phán kinh hãi đến tái mặt, ấp úng giới thiệu: đây là người yêu của tôi. À mà thôi, vì ngu dại Xuân hốt hoảng mách: thế à, nếu vậy thì may cho ngài quá, thế thì hiện nay bây giờ vợ ngài có lẽ đương làm cho ngài mọc sừng ở trong kia. Ông Phán lại tái mặt hơn nữa, thất thanh hỏi: sao, ngay trong cái cổng Bồng Lai ấy à? Xuân tóc đỏ dựng chân xuống đất chán đời: những việc như thế không ở cảnh Bồng Lai thì còn ở đâu nữa? Chết, còn bác mau dẫn đệ đến đấy ngay đến mới được. Đi. Xuân tóc đỏ dạo cẳng đi ngay, hai người lạch bạch chạy theo rối rít như những ai muốn mục đích những cảnh ái tình của người khác. Đến cái cửa buồng ấy thì Xuân dừng lại đưa mắt cho ông Phán mọc sừng. Ông này vừa thở vừa gõ cửa. 15 phút cánh cửa hé mở, rồi bên trong có tiếng đàn bà the thé rên rít lên: trời ơi, chồng tôi. Rồi ông Phán hục hạc: đồ khốn nạn, đồ chó đều. Xuân tóc đỏ và người đàn bà kia thập thò đứng bên ngoài. May sao lúc ấy Thiên Hạ mải bơi lội tắm ở hồ cá, hồ cả ấy là vì ông Phán thấp cổ bé miệng lên tiếng than không thấu đến trời vậy. Người nhân tình lúc ấy đã mặc quần áo vào, khôn ngoan mà hỏi dịu:
Kính chào ngài, bẩm thiên gia ngài là người chồng. Ông phán bắn mà rằng: tôi không là người chồng thì tôi còn là cái con chó gì nữa hả? Người tình nhân lại cúi đầu kính cẩn với ý công kích ông phán về mục xã giao. Chúng tôi rất hân hạnh bẩm ngài, ngài là người thượng lưu, trước sau tôi cũng vẫn giữ lễ độ với ngài, thưa ngài. Ông phán hổ thẹn cãi: thưa ngài, dù tôi là người chồng mọc sừng thì tôi cũng vẫn là người thượng lưu trí thức chứ. Vâng, ấy là người cứ ngài cứ dịu dàng thế cho, vì nếu mọc sừng thì không phải lần này mà là lần đầu. Vậy ngài nổi nóng cũng vô ích, chỉ tổ thiên hạ cười cả đôi chúng ta mà thôi. Thưa ngài, quả thực hôm nay tôi vẫn kính trọng vợ ngài. Từ ấy trở đi hai bên đều hết sức lễ phép với nhau để tỏ cho nhau biết cùng là thượng lưu nhân vật. Tuy nhiên ông phán cũng trỏ mặt vợ mà nói: thưa ngài, dù là vợ tôi đây kia cũng đã mặc quần áo vào như thế kia rồi thì tôi cũng không dám chắc, là vì cổ nhân đã dạy: nam đáo nữ phòng nam tất đãng, nữ đáo nam phòng nữ tất dâm. Biết rằng trước lý luận cứng cỏi như thế thì chối cãi tội gian phu của mình cũng khó lắm. Người tình nhân bèn cãi: thưa ngài, mọc sừng không phải là cái xấu, nhưng chỉ là cái chẳng may một cái tai nạn vậy. Như Lã Pha Luân đánh Đồng Giặc Bắc như thế, lại đẹp dai như thế mà cũng mọc sừng thì ngài nghĩ bảo sao? Thấy mình được bắt ngang hàng với Lã Pha Luân, ông phán mọc sừng cũng có hả dạ đôi chút. Tuy nhiên ông lại cũng nói: bẩm ngài, dù là xấu, dù là chẳng may thì mọc sừng cũng là chịu thiệt hại. Vậy ngài định mọc sừng cũng là chịu thiệt hại, vậy ngài định đền bù tôi, ngài định đền bù tôi ra làm sao? Hay tôi phải nhờ đến pháp luật? Nghĩ ngay đến Sở Cẩm, tin đăng trên báo, người tình nhân vội chữa: bẩm ngài, chính tôi mới là người mọc sừng. Ông phán sửng sốt: ồ, có thể như thế được chăng? Bẩm chính thế, vợ ngài bảo với tôi rằng chưa có chồng và vẫn nhận tôi là chồng. Bây giờ tôi mới được cái tin sét đánh đau đớn là người đàn bà ấy đã có chồng. Thật quả nhiên ngài lại đây định bắt quả tang chúng tôi. Ngài đừng có chối, nghĩa là vợ ngài có hai chồng. Bây giờ tôi mới biết tôi cũng là một người chồng mọc sừng. Thì ngài bảo sao, ai phải đền ai, ai thiệt hại? Sợ quá ông phán dẫy đây đẩy: tôi không biết, tôi không lui thôi. Ông Xuân, xin ông làm chứng cho tôi rằng tôi là người chồng mọc sừng. Xuân cúi đầu nhã nhặn: chúng tôi rất hân hạnh. Thấy nguy người tình nhân dọa già: bẩm thế này thì chưa biết tôi hay ngài bị thiệt hại. Vậy thì có thể, có lẽ tôi phải đi hỏi luật sư mới được. Thưa ngài, đã là viên chức thì ngài phải hiểu luật, phải trọng luật pháp luật hơn người khác. Nghe đến nói đến thầy kiện, lại sợ mình trái luật thì ắt không còn một viên chức gương mẫu trung thành nữa. Lại không hiểu mình có trái luật hay không, lại sợ người ta bắt được quả tang mình, muốn bắt quả tang người ta. Ông phán bèn nháy mắt cho người yêu, bắt tay tình nhân vợ ông lễ phép nói: thôi, kính chào ngài, rất mong có phen tái ngộ. Rồi ông rào cẳng ra khỏi Bồng Lai như người đi trốn. Có người tình nhân của ông lẽo đẽo theo sau. Riêng về phần Xuân, thấy nói đến luật sư cũng đâm hoảng, sợ lôi thôi đến mình thì đầu chẳng phải, lại phải tai. Nó cũng cắm cổ đi nốt. Tìm thấy Tuyết, nó hốt hoảng nói: đi, ta đi ngay, không thì lôi thôi to bây giờ. Tuy chưa hiểu rõ, Tuyết cũng kinh hoàng mà chạy theo Xuân. Cả hai ra đến cổng Nhật Bản thì lại thấy ngay cái xe ô tô của bà Phó Đoan đứng sừng sững. Bà này nhảy xuống gọi Tuyết, nói to: à, cô này cũng có người sale Tết rồi, thế là không cho có phép. Tuyết bĩu môi chỉ Xuân: người này chỉ là một người bạn trai của tôi, thế thôi, không hơn không kém. Rồi Tuyết nhảy lên một cái xe cao su, mặc kệ Xuân và bảo Phó Đoan. Bà này bảo Xuân: như ý tôi ấy à, con gái bây giờ hưu lắm, chỉ ăn chơi thôi. Đàn bà thì phải biết tòng nhất nhị trung, thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là trinh tiết đức trệ hạnh. Thấy Xuân câm miệng hến, bà lều mà nói: còn ông thì ông phải đứng đắn, đừng có tìm cách hại một đời người ta. Đã có người siêu tết người ta, thế là người ta đã có chồng rồi. Phương ngôn có câu: giai tân gái hoa quá thì chơi, đừng nơi có vợ, đừng nơi có chồng. Nghe đến đây chợt nhớ đến mọi sự lôi thôi lúc nãy, lại chợt nhớ đến bà Phó Đoan đương quá chồng. Xuân tóc đỏ ấp úng: thưa bà tha phép cho, nếu bà không trinh tiết với hai ông chồng như thế thì bẩm tôi cũng mạn phép mà phải lòng bà rồi. Bà Phó Đoan tủm tỉm cười mà rằng: ê, rõ đồ ê trệ chửa. Rồi bà lên xe bảo tài xế phóng nước đại, bà đi trốn ái tình. Xuân tóc đỏ phải từ giã cảnh Bồng Lai, quốc bộ về hiệu Âu Hóa.